chưa? Rồi. Xin chào tất cả bà con. Chào bà con, em là Huyền, là nhân viên kinh doanh của trại cây giống Trường Phát. Ngày hôm nay em sẽ live stream với bà con về một số thông tin đi sâu, chuyên sâu về loài cá bớp bà con nhé. Thì trước giờ bên em hay làm video live stream về là bọn em hay cho ăn và sẽ cho bà con xem được là cá bớp đang bơi lội như thế nào, tốc độ đớp mồi của cá bớp ra sao. Thì hôm nay em sẽ làm khác đi một xíu, thì mời bà con cùng đón xem live stream để xem thử cái khác biệt đó như thế nào nhé. Thì trước giờ nói tới cá bớp thì bà con nghĩ ngay đến cá bớp cá giống Trường Phát. Thì Trường Phát chuyên cung cấp những giống cá bớp khỏe đẹp, đem đến cho bà con những vụ nuôi thành công. Thì bà con luôn nhớ đến Trường Phát rồi phải không ạ? Chúng ta mời bà con cùng với em sẽ đón một vị khách mời đặc biệt hôm nay để cùng đi chuyên sâu hơn về loài cá bớp. Vì trước giờ loài cá bớp này bà con nuôi thì cũng chỉ là biết cá bớp. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng đi sâu hơn một xíu về cá bớp nhé. Thì không để bà con đợi lâu, em xin giới thiệu nhân vật đặc biệt của ngày hôm nay. Đó chính là chị kỹ thuật viên của trại cá giống Trường Phát. Đầu tiên chúng ta cùng đi làm quen với chị kỹ thuật viên này bà con nhé. Xin chào mọi người đang xem live stream ngày hôm nay ạ. Em là Tuyền, là nhân viên kỹ thuật của trại cá giống Trường Phát. Hôm nay em rất là vui được cùng với bạn viên để chia sẻ được kỹ thuật nuôi cá giống bớp hôm nay ạ. Xin chào chị Tuyền. Chị Tuyền không biết đó là chị cũng ở đây em thấy rất là nhiều lồng cá bớp ươm nuôi của trại cá giống Trường Phát, thì không biết là tổng cộng ở trại cá giống Trường Phát có bao nhiêu lồng nuôi và số lượng mỗi lồng là bao nhiêu vậy ạ? Hiện tại cái áo chúng ta đang nuôi đấy là có tất cả là 16 lồng. Mỗi lồng thì số lượng của nó tùy thuộc vào kích cỡ của từng con cá. Mỗi lồng bình quân từ tầm từ 1.500 đến 2.000 con của cá bớp trên một lồng. Thì đối với những con cá bớp có kích cỡ lớn thì số lượng mỗi lồng thì thấp hơn. Vậy thì số lượng cũng khá là nhiều, thì không biết trong quá trình nuôi trong quá trình ươm nuôi thì chị Tuyền có gặp khó khăn gì không chị Tuyền ha? Trước đây thì chị cần nghĩ là việc nuôi cá rất là đơn giản, chỉ cần là cho chúng ăn no là ok. Nhưng từ khi đến với trại cá giống Trường Phát thì mọi suy nghĩ đó là không còn. Để nuôi được những cá bớp khỏe mạnh như thế này thì chúng ta đang nuôi một đứa trẻ đang khôn lớn. Và bởi vì vậy trong quá trình chăm sóc thì chúng ta phải cần phải tỉ mỉ, cẩn thận, và chúng ta phải quan sát những hoạt động của chúng ta từ chỉ mỗi ngày khi chúng ta ăn, khi chúng ta bơi lội, để chúng ta có thể đánh giá được tình trạng của cá trong quá trình nuôi. Và đặc biệt hơn, chúng ta phải kiểm tra chất lượng nước thường xuyên buổi sáng sớm, là chúng ta nên đo độ mặn, nhiệt độ, và những lúc chiều tầm 4 giờ chúng ta cũng nên kiểm tra để đảm bảo nguồn chất lượng nước luôn đáp ứng cho những cá này. Và chúng ta cần phải yêu thương những cá này như những người thân của chúng ta. Và đặc biệt hơn thì trong quá trình nuôi thì chúng ta mới hiểu ra được cá này nó ảnh hưởng đến cảm xúc của người nuôi rất là nhiều. Dạ, vậy thì em không biết đó là chị cá bớp thì nó là ở đây chị nuôi là chăm sóc đã lâu rồi, thì em có cảm tưởng như là chị đang xem nó như là những đứa trẻ, đứa con của mình luôn. Vậy thì chắc khi cá bớp mà nó trong quá trình chị ươm nuôi nó có biểu hiện gì khác lạ thì chắc chị biết ngay chị nhỉ? Đúng rồi. Trong quá trình nuôi này, những chú cá mà chỉ cần lỡ ăn hay là không hoạt động của nó lên không còn linh hoạt thì nó khiến cho chúng ta là cũng mất ăn mất ngủ theo chúng nó. Mà chỉ cần chúng ta nuôi chúng nó khỏe mạnh thì nó lại như đang một niềm vui mới cho những người nuôi như chúng mình. Vậy thì trong quá trình chăm cá bớp đó thì chị có gặp khó khăn gì không chị Tuyền? Có rất là nhiều vấn đề đó, vì là chị là cũng là con gái nên là việc ra ảnh nắng rất là nhiều, cũng rất sợ ảnh hưởng đến năng suất của mình. Mà dạ. Nhưng với riêng đam mê yêu thương cá thì mình có thể vượt qua được tất cả để đảm bảo những chú cá rất là khỏe mạnh. Em thấy chắc là vì tình yêu đối với những chú cá bớp này cho nên trong chị rất là xinh xắn trong ánh nắng đấy ạ. Dạ. Chị ơi thì không biết chị cô trong quá trình chăm sóc cá bớp nhiều như vậy rồi, lâu như vậy rồi, thì không biết chị có thể chia sẻ cho em cùng với bà con của thân thương của cá giống Trường Phát một ít bí quyết để làm sao để chọn được những chú cá giống cá bớp đẹp khỏe để có những vụ nuôi thành công được không ạ? Đối với việc chọn cá nhận đang cá giống có chất lượng á thì chúng ta cần đảm bảo những yếu tố như sau. Thứ nhất là đang cá phải có kích cỡ đồng đều để chúng ta có thể chăm sóc quản lý dễ dàng hơn và tránh sự hao hụt trong quá trình chăm sóc. Dạ vâng ạ. Thứ hai đó là chúng ta nên chọn những cá là bơi lội khỏe mạnh, nhanh nhẹn, linh hoạt. Thứ ba đó là những chú cá có màu sắc sáng bóng, và những chú cá có thân hình thon mập và dài. Tiếp theo thì trong quá trình bơi lội của nó là cũng phải khỏe mạnh, và khả năng mắc nuôi của nó cũng là nhanh nhẹn.
và chỉ cần chúng ta rải thức ăn xuống là chúng sẽ đốt. À, đó là những tiêu chí đảm bảo cho chúng ta có những chất lượng đang giống tốt. À, bà con của mình đã nắm được những bí quyết đó của chị Tuyên vừa chia sẻ chứ ạ? Bà con hãy lấy giấy bút ra, nếu mà không nhớ thì có thể nốt lại để bữa nào bà con có thể dựa trên những tiêu chí chị Tuyên vừa mới đưa ra và sẽ chọn cho mình những con giống đẹp nhất bà con nhé. Mà bà con cứ yên tâm, bà con chỉ cần lựa chọn cái giống Trường Phát thì những yếu tố vừa nêu trên đều đã được đảm bảo hết rồi. Bà con cứ yên tâm và chỉ cần gọi điện đến cho cái giống Trường Phát thì cái giống Trường Phát sẽ cung cấp cho bà con những con giống chất lượng nhất, đẹp nhất dựa trên những tiêu chí chị Tuyên vừa mới đưa ra ạ. À, chị Tuyên ơi, trong quá trình chị Tuyên trước giờ chăm sóc cá thì không biết mình đã gặp cá bớp thì thường gặp những loại bệnh gì và cách phòng trị ra sao chị ha? Chị có thể chia sẻ cho em cùng với bà con cùng biết được không ạ? Đối với việc nuôi cá bớp này thì chúng ta cứ áp dụng biện pháp là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Dạ. Thì để phòng bệnh được đó thì chúng ta cần khâu chăm sóc, quản lý, vệ sinh thì phải đảm bảo. Và trường hợp mà cá mắc bệnh thì chúng ta có một số biện pháp như là chúng ta cần phải là vệ sinh lồng thường xuyên. À. Thứ hai đó là cách khử cá bớp. Thứ ba chúng ta có thể tắm sạch để sạch quần cá. Yeah. Thứ tư là chúng ta nên kiểm tra chất lượng thức ăn, chất lượng nguồn nước có bị ô nhiễm hay không. Yeah. Thì khi đó chúng ta bắt đầu từ biện pháp là tìm đi. À, và chị ơi, ví dụ như em trong quá trình nuôi thì có rất nhiều bà con có gọi điện tới thắc mắc với em rằng là ví dụ như thời tiết thay đổi thì mình có cần lưu ý gì trong quá trình cho ăn không chị ha? Đối với thời tiết mà thay đổi thì chúng ta cũng như con người mình này đó, bỏ ăn, lỡ ăn thì chúng ta nên cho ăn ít lại để đảm bảo là tránh việc dư thừa thức ăn trong lồng nuôi. À, vâng ạ. À. Vậy thì mình có cần bổ sung thêm cái gì cho cá để cá có thể tăng sức đề kháng hay không chị ha? Thì chúng ta trong quá trình ăn đó thì chúng ta có thể tăng sức đề kháng bằng cách là chúng ta có thể dùng vitamin C trong thức ăn cho cá ăn. Bà con của mình có gặp phải những vấn đề vừa rồi chị Tuyên vừa nêu ra không ạ? À? Thì em tin là trong mỗi bà con của chúng ta khi trong quá trình nuôi cá bớp thì đều gặp phải những cái khó khăn nhất định. Thì hy vọng những cái kinh nghiệm chia sẻ vừa rồi của chị Tuyên, kỹ thuật bên em có thể cho được bà con những cái bí quyết nhỏ nhỏ để bà con có thể có những biện pháp phòng trị bệnh cá tốt nhất. Và cũng xin cảm ơn chị Tuyên vì những thông tin hữu ích vừa rồi. Thì bây giờ chắc sẽ nhờ chị Tuyên cùng chúng em cho đi cho cá bớp ăn để bà con có thể quan sát được những tốc độ ăn, bơi lội của những chú cá bớp bà con nhé. Dạ, xin mời chị Tuyên ạ. Đây là một số lông của ươm nuôi cá bớp ở bên tại cả giống Trường Phát. Còn những số lông này là đã xuất hết. Thì chúng ta hãy cùng chị Tuyên, kỹ thuật viên bên em đi cho cá bớp ăn bà con nhé. À, chị ơi, chị đang cho cá bớp ăn là phải có phải là ruốc không ạ? Đúng rồi, đây là thức ăn tươi sống ruốc. Đây. Ồ, cá ăn rất là mạnh đó phải không ạ bà con? Trời, bà con có thể thấy được là tốc độ bơi cũng như là lên đớp mồi của cá cực kỳ mạnh luôn ạ. Dáng vẻ của chị Tuyên cho cá ăn cũng rất là đẹp đó ạ. Bà con có thể thấy được. Chị Tuyên ơi, lòng cá này thì đang bao nhiêu phân rồi chị Tuyên ha? Cá này thì tầm từ 9 phân đến 10 phân em. Ở đây chắc số lượng cũng phải là trên 2.000 chị nhờ. Ừ, số lượng ở đây tầm khoảng 2.200 thôi. Bà con có thể thấy được cá bơi rất nhanh nhẹn đúng không ạ? Nhưng ăn những ăn rút ơi, những chú cá này ăn rút rất là ngon. Nhưng chú cá này rất là khỏe, chỉ cần chúng ta rải thức ăn xuống là nó sẽ ăn. Như chị Tuyên vừa chia sẻ thì bà con mình cũng thấy được đó là ở Trường Phát quy mô ươm nuôi cá giống cực kỳ lớn, với số lượng cực kỳ lớn mà cũng như chất lượng thì cũng tuyệt vời. Cho nên bà con mình ao lòng còn trống và đang vào mùa những cái thời tiết đẹp như thế này thì bà con mình còn chần chờ gì mà không gọi ngay đến số điện thoại đặt hàng bên em là 0978182284 để bên em có cơ hội được cung cấp cho bà con những con giống chất lượng đẹp nhất để bà con cuối năm có những cái vụ nuôi thành công để có thêm thu nhập bà con nhé. Những chú cá này đều đang đợi bà con mình gọi điện để được về với áo lòng của bà con để cùng phát triển to lớn hơn ấy đã. Đây bà con có thể thấy được.
với số lượng và số lượng lông cũng như số lượng mỗi con, số lượng cá trên mỗi lông, bà con có thể thấy được là quy mô của Trường Phát rất lớn. Và Trường Phát không chỉ cung cấp giống cá bớp mà còn rất nhiều giống cá mặn lợ khác của trên thị trường, đang hot trên thị trường như cá mú, cá chim, cá bè trắng, cá bè vàng. Thì bà con mình cứ vừa đang còn loại cá nào thì cứ gọi điện đến số điện thoại 0978 182 284 hoặc là 0905 252 284 bà con nhé. Đây, chúng ta hãy cùng đến với lồng cá bớp tiếp theo rồi bà con nhé. Cá bên này thì chắc cũng cùng size với cá bác nãy phải không chị Tuyên? Cá này size lớn nha, 50 đến 11 cân. Cá bên này ăn ngon cũng không kém con cá vừa rồi phải không bà con? Thực sự cá bớp rất là đẹp, bà con có thể thấy được nó đang có những tất cả những tiêu chí vừa rồi chị Tuyên mới chia sẻ, đó là cá rất là màu sắc cá bóng đẹp, nhìn cá rất là khỏe và cũng như là cá thon dài phải không bà con? Con mình còn chần chờ gì mà không gọi điện ngay đến số điện thoại 0978 182 284 để em có cơ hội được đem những con giống chất lượng nhất đến với bà con ạ. Bà con nào còn lăn tăn về kỹ thuật nuôi thì có thể gọi điện thoại đến số 0868 811 799 để kỹ thuật viên bên em có thể tư vấn đến bà con nhé. Chị Tuyền ơi, trong quá trình cho ăn này mình có cần phải lưu ý điều gì không ạ? Đúng rồi, trước khi cho ăn thì chúng ta nên tắt khí. Và lại là chúng ta cho thức ăn đều khắp để cho mọi chú cá đều được ăn no. Cả những chú cá này, con đó con... Thì một ngày mình bên mình thì cho ăn, thường thường cho ăn cá bớp mấy cử hả chị? Bình thường thì cả ở kích cử lớn thì chúng ta thường cho ăn 2 cử. Tầm từ 10 giờ hoặc là chiều tầm 4-5 giờ chiều. Còn cá nhỏ thì nhiều cừ ăn hơn. À, là cá nhỏ mình càng cho ăn nhiều cừ hơn chị hả? Đúng rồi. Và mỗi lần cho ăn như vậy thì lượng thức ăn như lượng ruốc như vậy thì bao nhiêu, chị có ước khoảng được bao nhiêu ký trên mỗi lồng không ạ? Thì tầm một lồng như thế này thì khoảng tầm 1 ký hoặc là rưỡi tùy vào sức khỏe của cá nữa. À, vậy thì bà con trong quá trình nuôi phải chú ý nhé, cá mà ăn nếu mà ngày đầu bà con cho ăn 1 ký mà cảm thấy cá chưa no thì ngày tiếp theo bà con cứ tăng lên, và đến khi nào bà con thấy đủ thì hãy ngưng lại với số ký đó bà con nhé. À, chúng ta cùng đi đến với lồng cá bớp tiếp theo. Đây là lồng thứ 3 rồi đấy ạ. Trường Phát luôn có số lượng cực kỳ lớn, bà con cứ gọi điện đến bên em để bên em có thể có đội ngũ chuyên nghiệp năng động lành nghề sẽ giao đến cho bà con những chú cá đẹp nhất. Bà con cứ yên tâm nhé. Ở bên kia là có những chú cá lớn size từ 15 đến 17 cân. Nhờ có những nhân viên tận tâm cũng như là làm nghề như chị Tuyền thì chúng ta mới có được những lô cá bớp đẹp như vậy để có cơ hội phục vụ đến cho bà con khắp cả nước đấy ạ.
Và bây giờ thì em đây, bà con có thể thấy được cái bớp ăn rất là ngon phải không ạ? À? Bớp đang ăn rút đấy bà con ạ. À. Con rút đây, bà con có thể thấy đây là rút tươi. Ở một số nơi bà con mình gọi là con khuyết, ở ngoài miền Trung ấy bà con mình gọi là con khuyết, còn ở Bắc thì người ta gọi là con moi ạ. À. Bà con mình có nhận ra những cái con này không? Thì bà con mình nè, bà con nào đang thắc mắc, đang băn khoăn về thức ăn cho cá thì có thể liên hệ bên em để bên em có thể chỉ cho bà con địa chỉ tin cậy để có thể có rút cho cá ăn nhé. Bên em với đội ngũ nhân viên trẻ nhiệt tình năng động thì luôn mang lại những chú cá nó cũng từ từ như vậy đó, luôn vận động luôn tuần hoàn để có thể rất là khỏe đó. Rồi mời bà con đến với lồng cá tiếp theo. Đây là lồng cá thứ 6 bà con nhé. Wow, cá ăn rất là mạnh. Thực sự là em rất là thích những cái cảm giác, những cái lúc mà đi cho cá ăn dày em cảm thấy cực kỳ thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng. Không biết bà con của mình có như vậy không ạ? À? Em mà cảm thấy mệt mỏi hay là áp lực gì thì em cứ ra cho cá ăn như thế này, nhìn thì tụi nó ăn bơi lội thì em là cảm thấy trong lòng nó thoải mái hơn. Đây là cũng là một cách xả stress đấy ạ. Con mình có bất cứ thắc mắc nào hay là muốn đặt hàng thì có thể gọi ngay vào số điện thoại 0978182284 bà con nhé, hoặc là số điện thoại bà con nào dùng mạng mobifone thì có thể gọi vào số điện thoại 0905252284 để bên em có thể có nhận được thông tin của bà con và sẽ đem đến cho bà con những con giống chất lượng bà con nhé. Lồng cá này có vẻ còn no rồi thì mời bà con đến với lồng cá tiếp theo. Đây này chú cá có vẻ lớn hơn nhỉ. Đây người ít rồi, wow, rất là ngon đấy ạ. Cá bên em thì cho ăn rút, bà con có thể thấy được nó ăn cực kỳ ngon. Cái bớp này á thì ở ngoài miền Bắc của mình bà con gọi là con cá giò, thì không biết bà con của mình thấy con cá này có quen không ạ? Trường Phát ngoài cung cấp cá bớp giống chất lượng còn có cá mú trắng châu, cá chim, cá bè vàng, cá bè trắng, tất cả những loại cá đang có mặt trên thị trường thì Trường Phát luôn đều cung cấp hết, cho nên bà con cứ có nhu cầu cứ gọi điện đến cho bên em có ghi số điện thoại ở phần mô tả. Thì bà con mình sau live stream, khi kết thúc live stream xong, bà con mình cứ gọi điện số cho em ạ. À. Đây là một lồng cá bớp size từ 15 đến 17 phân. Chú những chú cá này cũng đang rất là đói. Đây bà con có thể thấy cũng ăn rất là ngon.
cá lớn như vậy thì phù hợp với những bà con nào mà có lòng xa bờ hoặc là lòng ở ngoài đảo biển khơi thì có thể mua những chú cá lớn như vậy để có thể nghỉ hơn trong quá trình chăm sóc bà con nhất. Và vừa rồi thì bà con của mình đã có được những thông tin bổ ích trong quá trình nuôi cá bớp phải không ạ? Thì hy vọng những thông tin vừa rồi em cùng với chị Tuyền vừa chia sẻ thì sẽ giúp cho bà con có những vụ nuôi thành công nhất. Thì hy vọng rằng bên cá giống Trường Phát sẽ cung cấp cho bà con những con giống chất lượng. Chỉ cần bà con alo vào số điện thoại 0978 182 284 hoặc là số điện thoại 0905 252 284 thì bên em sẽ đem đến cho những cho bà con những con giống chất lượng nhất, hứa hẹn những vụ nuôi thành công nhất bà con nhé. Và bây giờ thì em xin chào bà con, chúc bà con có một buổi chiều làm việc thật là tốt và cũng như là một buổi tối vui vẻ bà con nhé. Xin bà con hãy luôn nhớ đến Trường Phát, nơi tin cậy của ba người nuôi. Bà con cứ alo cho bên em thì bên em sẽ cung cấp giống cho bà con thôi ạ. Xin chào bà con ạ.